Xin chào mọi người, chúng ta quay lại với phần 2 Tham quan khu Onsen có quang cảnh được xem là khuôn mẫu của bộ phim Vùng đất linh hồn nổi tiếng của Nhật Và đây cũng là bối cảnh xây dựng bộ phim Oshin vang bóng một thời Điều đó làm cho Ginzan Onsen bỗng trở nên nổi tiếng như một địa điểm check-in, chụp hình Về mùa đông thì khu này đầy tuyết, đích thực là sân khấu của phim Oshin đây là khu nghỉ mát suối nước nóng nổi tiếng của tỉnh Yamagata. nguồn gốc của vùng này là do thời kỳ Edo người ta khai thác mỏ bạc, rồi phát hiện ra suối nước nóng đang sôi trục trên sông Ginzan. vào năm 1689 sau khi mỏ bạc bị đóng cửa thì nó đã trở thành khu suối nước nóng nổi tiếng để chữa bệnh. Hai bên bờ sông là những dãy nhà trọ bằng gỗ. cảnh quan thị trấn thì hoài cổ đã thu hút sự chú ý và lượng khách du lịch đến thăm càng ngày càng tăng. Vào ban đêm, con phố được thắp sáng bằng đèn đẹp như bức tranh vẽ và có cả du khách mặc yukata tản bộ trên những con phố đầy lãng mạn. Cuối con phố nằm ở gần chân núi có một thác nước tuyệt đẹp cao gần 30 mét. buổi tối thì được chiếu những